nó lại là 1500 đi chẳng hạn, thì các bạn thấy cái giấy nó chạy theo, các bạn thấy không? Như vậy là cái phần mà mình đặt cái công thức cũng như là mình đặt các cái biểu thu cái công thức cho các cái thiết bị định vị, các thiết bị và các cái family khi định vị vô xong rồi. Như vậy là cái phần mà chúng ta tạo một cái nested family, nested như là một tổ hợp family, như vậy là xong các bạn ha. Đặt ra ngoài này, mình bắt ngoài này các bạn, bắt ra ngoài này đó. Đó, mình lấy cái parameter hồi nãy mình cài cho nó sẵn rồi đó, mình lấy cái phễu thu nè. Rồi đó, bây giờ mình các bạn coi cái phễu thu này thì cái công thức nè, mình sẽ nói là cái mình lấy cái phễu thu này bằng cái chiều rộng Ctrl C Ctrl V bát, nó bằng cái chiều rộng của vòi sen nhân cho 2 lần đó, mà trừ đi 25 ly. Các bạn hiểu không? Đó. Thì ví dụ như bây giờ tôi cho cái thằng này, cái vòi sen này là tôi cho nó là 500 đi chẳng hạn, cho 500. Thì thằng này nó cũng đẩy tới 975 thì nó bằng thằng này 200, gấp đôi thằng này trừ đi 25 ly, thay vì nó 1000 là trừ 25 ly. Đó là một cái công thức. Chào các bạn, tôi tên Xây Dựng, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục dựng cái công trình cao ốc quận 2 nha các bạn. Thì lần trước thì chúng ta đã làm một cái video là bài tập số 25. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm bài tập số 26. Trước khi vào bài tập số 26 thì tôi có một chút thay đổi trong cái dự án của mình đó, thì tôi thông báo với mọi người luôn là cái dự án này thì trước đây tôi có làm là mình sẽ chia ra là các cái file riêng rẽ cho các tầng, để mà ví dụ như mỗi người có thể vẽ một tầng rồi mình sau này mình link vào. Thì tôi thấy cái điều này nó cũng hơi hơi lâu quá, thành ra do đó tôi bây giờ tôi sẽ gom lại, tôi bỏ đi ở trước mình là trệt lửng nè, 1 đến 6 nè, 7 phân thượng và mái. Bây giờ tôi sẽ gom nó lại các bạn, tôi sẽ gom nó lại là cái file architect thôi, là cái file kiến trúc thôi, mình sẽ vẽ trong cùng một file này thôi. Thì trước đây mình đã vẽ cái file trệt và lửng rồi, thì bây giờ lỡ rồi thôi để đây, hôm nào ấy mình link nó vào cái file architect này. Ở đây thì nếu đúng ra thì mình chỉ làm gói gọn là mình chỉ cần 4 file là đủ: architect nè, và faceset là mặt tiền nè, ngoại thất và cũng như là lưới trục cũng như là size kết cấu. Thì hôm tôi đã bỏ đi cái file 1 đến 6 và 7 và sân thượng và mái. Thì bây giờ mình sẽ làm vậy cho nó gọn, bởi vì có một mình tôi vẽ thôi, để cho nó nhanh chứ để các bạn theo dõi cũng lâu. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là cái dự án của mình á, là bây giờ nó gọi là tôi đang sử dụng cái file mà tôi chuyển tên nó thành là cái file hôm trước mình đang vẽ 1 đến 6, bây giờ nó thành file architect các bạn. Thì architect ở đây á, thì tôi mới các bạn nhìn ở đây. Architect ở đây thì tôi đã đem các cái tường ngoài gọi là thuộc về ngoại thất tôi đem qua cái file các bạn nhìn đây này. Các bạn nhìn đây thì tôi có cái file faceset. Faceset thì như vậy là tôi đem cái ngoại thất ra đây, tôi đem một tầng thôi và tôi copy nó lại. Tôi group nó lại các bạn, rồi tôi copy lên các tầng, rồi sau đó tôi mới link cái file structure vào. Và như vậy thì khi mình tiếp tục vẽ tầng 7 sân thượng và mái thì mình sẽ vẽ ở trên cái faceset, ở trên cái file này luôn các bạn ha, để cho nó có tách ra rẻ, cho nó tách ra từng phần để cho mình dễ quản lý nó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vẽ tới cái file architect. Thì cái file architect ở đây thì các bạn thấy tôi đã vẽ xong các cái nền nè, nền tường phòng mình lắp, mình đã vẽ xong là ốp gạch tường nè, lát gạch sàn toilet, lát gạch sàn phòng, và có cả luôn cả cái curtain wall, là các vách ngăn kiến cho từng phòng ha. Bây giờ mình sẽ về cái mặt bằng lầu 1 mình coi. Thì các bạn thấy ở đây thì ở các cái vách ngăn kiến này nó có những cái phòng vệ sinh này này, thì nó có những cái phòng nó có kích thước nó cũng tương đối giống nhau, ví dụ 1 2 3 4 và 5 cái phòng này nó giống nhau này. Rồi cái phòng này nè,
phòng này và cái phòng phía bên này nó giống nhau nè, và phòng này với phòng này thì không giống, ba phòng này thì không giống nhau, thì đại ý là nó sẽ có những cái cụm nhà vệ sinh đó, nó giống nhau đó. Rồi còn với cái kích thước mà của cái vách ngăn cũng vậy, cái vách ngăn toilet vệ sinh này cũng vậy, có cái thì các bạn nhìn đây, có cái thì 1.200, có cái thì là 850 đó. Đó, thành ra do đó mình sẽ làm, bây giờ rẽ ra đó mình sẽ vẽ từng cái, mình rút nó lại và mình copy lên, hoặc là mình tạo link rồi mình link đó, mình đưa nó lên. Như vậy thì nếu mình làm cái kiểu đó thì cũng được các bạn, mà nhưng mà mình tạo ra nhiều cái khối ra ngoài quá thì đến khi mình link lại nó sẽ dễ bị rối. Ở đây á, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mình làm cho từng cái khu nhà vệ sinh này, nó gọi là giống như một cái module cho từng phần mà nó được gọi là nested family các bạn. Nested family là một cái tổ hợp các cái family, giống như trong cái này, bây giờ trong cái nhà vệ sinh này ở đây mình có 5 cái giống nhau nè, 1 2 3 4, và đây 5 cái giống nhau, mà 5 cái nhà vệ sinh này á, thì nó còn thiếu cái này, cái gì là vòi sen tắm nè, rồi phễu thu sàn nè, rồi bàn cầu nè, khay giấy nè, rồi lavabo. Thì như vậy thì mình sẽ tạo ra một cái tổ hợp family, rồi từ đó mình sẽ đem vào đây và mình duplicate nó ra và mình chia nó ra cho các cái khu nhà vệ sinh, là khi mà mình thay đổi thì tất cả các cái nó cùng cùng thay với nhau, là nó cũng sẽ nó sẽ thay đổi theo. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Thì trước tiên để làm cái nested family thì chúng ta phải tạo ra một cái family, tôi cào new và family. Ở đây tôi chọn là cái family chung chung nhất đi. Bây giờ tôi chọn là generic model. Tôi open. À, làm gì làm thì bây giờ tôi share một cái các bạn, tôi share đó. Tôi share thì tôi về cái thư mục ở đây, tôi có tạo thư mục family. À, ở đây tôi đặt nó là vệ sinh. À, tôi đặt vệ sinh A nhé các bạn nha, tôi đặt vệ sinh A. Thì cái vệ sinh này á, thì bây giờ mình sẽ vào menu nè để mình đổi cái đơn vị đi các bạn. Hiện tại là đang là đơn vị inch thì mình đổi là đơn vị mm các bạn nhé. Còn một việc thứ hai nữa là chúng ta nên save nó lại, save nó lại để chúng ta tạo cái option cho nó, là mình tạo cái compact file này nè, để cho nó đừng có ra cái sinh các cái file con, mà mình chọn một file một thôi thì nó sẽ tạo ra các 1 2 3 4 5 6 7 8, chứ nó không có tạo liên tục rời các cái file ra. Đó, mình save nó lại, mình save một cái rồi. Rồi bây giờ việc đầu tiên mình sẽ trở về cái file. Bây giờ cái file project này mình đóng đi các bạn, mình đóng đi, mình không xài nó, mình đóng, tôi chỉ giải thích cho các bạn xem thôi. Rồi bây giờ mình sẽ về cái file chính của mình. Bây giờ mình sẽ làm trước cái khu vệ sinh A này, là mình lấy cái mẫu là 5 cái giống nhau đi các bạn ha, 5 cái giống nhau, 5 cái giống nhau, tôi sẽ vẽ một cái này trước. Đó, thì bây giờ trước tiên á, mình sẽ coi kích thước của cái nhà vệ sinh này nó là bao nhiêu đây. Hai ba bốn không, à 1790. Rồi bây giờ tôi sẽ qua cái family của tôi. Tôi vẽ một cái, trước tiên là mình tôi vào grid các bạn, tôi vẽ một cái replan hoặc tôi gõ rp b. Ở đây tôi chọn pick, thì các bạn thấy bên kia hồi nãy mình 2340. À, ra ở đây rồi. Cái kia nữa là 1930, chọn đây 1930. À, ở đây tôi sẽ tạo hai cái replan này, thì các bạn thấy ở đây tại sao tôi không không tạo ngay giữa, mà cũng như tôi không tạo trên trái phải, mà tôi tạo ngay cái góc góc phải dưới, bởi vì tôi muốn phát triển từ ở đây. Tôi sẽ đặt cái thiết bị dài nằm đây là nó phát triển qua phải và xuống dưới, thành ra do đó tôi tạo một cái replan này các bạn.
Đó. Đây là cái đem mặc định của nó là print back ha. Bây giờ mình trước tiên khi mình tạo một cái mình đây là cái mình coi như là một cái khu vệ sinh vệ sinh A. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái parameter cho nó, một cái parameter cho chiều chiều rộng nè các bạn, và một cái parameter cho chiều chiều sâu, cho chiều sâu. Bây giờ để đạo parameter các bạn bấm vào đây, các bạn bấm vào đây click parameter. Thì ở đây mình sẽ nhắc tới cái chuyện là ở đây là time hoặc instant, tại vì nếu mà chọn time thì khi các bạn sửa một đối tượng thì tất cả các đối tượng nó sẽ trong cùng cái họ của cái time này nó sẽ thay đổi theo. Còn nếu các bạn instant thì các bạn chỉ sửa một mình cho một đối tượng đó mà thôi, cho một cái cụm nhà vệ sinh đó mà thôi, ví dụ vậy. Thì bây giờ tôi chọn time và tôi đặt tên ở đây là tôi đặt là chiều rộng. Ok các bạn. Rồi tôi đặt ở đây là chiều chiều sâu. Chiều sâu của cái nhà vệ sinh đó các bạn. Bây giờ các bạn có thể thay đổi nè, các bạn bấm vào đây các bạn có thể thay đổi, ví dụ tôi nói là 3500 đi chẳng hạn. Đó, nó thay đổi, đó, phần trên set. Bây giờ mình kiểm tra cái kích thước của mình 1390 và 2340 có đúng không các bạn nha. 1790 chứ, 2340 1790. 1790. Ok. Tại sao mình chọn cái replen này các bạn? Replen này để cho nó giống như là một cái khung, mình phải rẽ nhẹ giống như cái khung để mình đặt các cái thiết bị dài 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 đây nè. Dài dài đây. Tôi sẽ mượn thêm một cái replen nữa, là tôi sẽ vẽ một cái replen ở đây, là cái toilet, cái nhà vệ sinh của tôi là 850. Đó, tôi chọn fix line. Tôi fix ở đây là giống như ở đây là cái phòng phòng tắm các bạn. Cái vách ngăn của phòng tắm. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ load family, mình search component các bạn. Family component, bạn bấm click vào component. Thì ở đây chưa có một cái family nào được load, thì chúng ta z chúng ta sẽ load family. Thì trước tiên là chúng ta sẽ lấy tôi lấy một cái bàn cầu trước các bạn. Tôi lấy một cái bàn cầu. Các bạn lựa cái bàn cầu nào nó đừng có bị hot vào trong cái tường như cái bàn cầu này nha. Các bạn cầu hot trong cái tường bằng open. Rồi mình đặt đại nó vô đây các bạn, mình cứ đặt đại nó vô đây. Rồi tiếp tục mình lại create component, mình load family. Và tôi vào ở trong cái thư mục mà tôi có lưu một số cái family các bạn. Tôi vào một cái thư mục tôi có lưu một số family ở đây. Thứ nhất là tôi lấy khay giấy, thứ hai là tôi lấy cái lavabo, tôi nhấn control để tôi giấy, thứ ba là tôi lấy cái phễu thu sàn, khay giấy, thứ tư là tôi lấy cái vòi tắm sen. Tôi lấy bốn thứ này là tôi open ra các bạn. Tôi open ra thì các bạn nhìn thấy khi các bạn vào grid đây, các bạn bấm bọc component đây thì nó nằm ở đây hết. Mình lôi cái gì nó ra nó nằm ở đây. Bây giờ trước tiên tôi sẽ lấy tôi đưa ra cái vòi sen, cái vòi sen, vòi tắm sen trước các bạn. Tôi gõ space bar để tôi quay nó. Đó. Rồi. Rồi kế tiếp nữa là tôi bấm CM là tôi lấy cái component tiếp tục của tôi lấy cái lỗ thu nước, tôi đặt nó vào đây. Rồi tiếp tục nữa tôi lấy cái gì, cái lavabo, tôi bấm spacebar để tôi quay nó các bạn. Và tiếp tục tôi lấy cái khay giấy, rồi tôi đặt nó vào đây luôn các bạn, tôi đặt nó vào đây luôn. Rồi vậy thì bây giờ mình có các cái đối tượng này, mình sẽ sắp xếp, các bạn bấm save lại nha. Mình sẽ sắp xếp nó thì như ở đây, thường thì mình sẽ cho cái vòi sen này nó sầm sẽ nằm ngay giữa của cái phòng tắm đứng này, thành ra do đó tôi bấm EQ là nó sẽ chỉnh cái này ngay lại. Bây giờ mình sẽ ràng buộc cho nó một cái parameter các bạn, mình sẽ đặt vào đây, tôi click vào đây, tôi đặt cho nó là tôi đặt cho nó một cái parameter tôi gọi là
rộng vòi sen. Sen rồi tôi bấm OK luôn các bạn. Rồi như vậy được. Cái thứ hai nữa là bây giờ cái thứ hai nữa tôi sẽ đặt cái phễu thu này MV, tôi chỉnh ra cái góc này thì tôi muốn cái phễu thu này á nó cách phương này á, là 30 ly. Bây giờ tôi cho nó 25 ly cho nó chẵn, ở đây cũng cách phương này 25 ly, được cho là 100 các bạn, là nó hở ra các bạn, chứ nó không có sát bất kiến nha, thường nó phải hở hai mươi mấy ly á. Còn ở đây á, thì tôi đặt ở đây cái bàn cầu á, thường á, là nó sẽ cách cái vách này ra nó khoảng chừng 450 tim, mà bây giờ mình chặt quá thì mình cho nó 400 thôi các bạn, mình cho 400 thôi đó. Rồi còn riêng đối với cái này thì tôi sẽ cho nó nằm sát đây luôn. Rồi khi chúng ta bố trí, còn đây nữa, đây là cái cây giấy chúng ta sẽ rotate đó các bạn. Mình sẽ đó, rồi mình ra 3D mình coi cái cây giấy rồi này kia các thiết bị nó có quay ra đúng hướng chưa. Đúng rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình trở lại mặt bằng của cái family đó, mình share nó cái nha. Bây giờ việc thứ hai nữa là mình phải align AL để mình giống các cái thiết bị này, mình khóa vào cái replen này các bạn. Đó, cái nào nó nằm trên cái replen này mình khóa nó lại. AL khóa nó lại. Bây giờ cái khay giấy á, thì tôi sẽ MV để tôi đưa nó vào trong ngay cái góc này. Tôi vô ngay đây đi. Nhưng bây giờ tôi nói là tôi chung một cái khay giấy này, tôi cho cái khay giấy này nó cách cái bàn cầu này ra là khoảng chừng 350. Đó. Khoảng 350. Rồi. 300 thôi, tôi sẽ cho nó 300 thôi các bạn. Tôi cho nó lùi lại 50 để nó hở cái lavabo ra chút. Rồi. Vậy thì giờ mình cũng align luôn, cho nó nằm vô cố định lên, nó thẳng hàng luôn cùng một lúc luôn các bạn, khóa lại. Thì bây giờ việc kế tiếp nữa, sau khi mình sắp các cái trật tự các cái thiết bị xong rồi vô cho family này rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh cái độ cao. Cái độ cao này á, thì đối với cái mặc định của family á, người ta đã chỉnh nó đúng rồi, nó cỡ khoảng chừng 700-800 gì á, thì như vậy là mặc định nó đúng. Còn cái độ cao của cái phễu thu này nè các bạn, là mình phải cho nó âm là 30, bởi vì cái sàn vệ sinh của mình bên cái dự án của mình là âm 30. Cái bàn cầu này cũng vậy, mình cho âm 30 luôn các bạn. Đó, các bạn phải lưu ý như này. Còn cái này á, thì mình cho nó dương là 70-700 các bạn. 700 hơi cao quá, 600 500 thôi. Đó. Đó, cái giấy. Còn cái chân là cái lavabo này mình cũng cho nó là âm 30 các bạn, là nó xuống nó sẽ tiếp xúc với cái sàn của nhà vệ sinh kia. Coi như là phần cao độ là mình cũng đã chỉnh xong. Bây giờ mình về cái mặt bằng các bạn. Mình về cái bàn thì bây giờ là mình có chiều rộng, chiều sâu của cái nhà vệ sinh rồi, cái khu nhà vệ sinh rồi. Còn cái vòi sen này á, cái chiều rộng này á, thì mình đang cố tình là mình cho nó 425, bởi vì cái vách này với cái này là 850, mình chia đôi nó ra. Thì cái này á, thì mình có thể là mình sẽ chỉnh thông số nó, mình để cho nó sống. Sống là các bạn đừng có bấm khóa này. Còn việc thứ hai á, là mình sẽ đối với cái chiều này của cái phễu thu sàn này á, là bây giờ các bạn muốn nó là luôn luôn lúc nào cũng cách ra 25 ly, vậy thì các bạn sẽ đim ở đây, đim ở đây, đim cho nó đây nằm 25 ly, và cái này á, các bạn khóa nó lại nha các bạn. Có nghĩa là khi mà bất kỳ cái replen này có chạy tới chạy lui hay như thế nào thì nó cũng rê cái này theo. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là mình sẽ đặt cho nó một cái parameter ở đây nha các bạn. Mình đặt cái parameter này. Đó, mình đặt parameter này. Thì bây giờ mình nói cái này là phễu thu sàn. Mình ghi là rộng. Phễu thu.
Rồi mình cũng thay luôn nha các bạn nha. Rộng biểu thu, nhưng mà bây giờ cái rộng biểu thu này á, bây giờ các bạn sẽ qua đây, qua bên cái property này, các bạn vô trong này, các bạn vô cái thay này, thì các bạn thấy có thứ nhất là chiều rộng của cái nhà vệ sinh, chiều sâu của nhà vệ sinh, rộng phễu thu và rộng vòi sen. Thì bây giờ tôi muốn á, là lúc nào cũng vậy là cái phễu thu này á, nó phải đi theo cái vòi sen này, nó đi theo cái vòi sen này, mà bất kỳ ví dụ như cái vòi sen này có nới rộng ra thì nó nới rộng ra theo, mà vòi sen này thu hẹp thì nó sẽ thu hẹp theo các bạn nha. Là để nó đi như vậy, là nó đi lúc nào vậy nó cũng hở ra cái vách kiến này 25 ly. Vậy thì mình sẽ đặt cái công thức như này các bạn. Ở đây là cái phễu thu mình đặt công thức ở đây. Tôi muốn là cái phễu thu này nó bằng cái vòi sen này nè. Các bạn không không Ctrl C nha, các bạn copy nó. Các bạn gõ chữ thì nó không đúng đâu, các bạn Ctrl C, các bạn Ctrl V nó. Ở đây. Các bạn quét nó đi. Đó. Ctrl C. Bạn qua đây Ctrl V đó. Cái vòi sen này, cái phễu thu này bằng cái chiều rộng vòi sen nhân 2 mà trừ đi 25 ly. Ctrl Z các bạn. Ở đây cái parameter này á, mình đặt cho nó ra nằm ở ngoài này nè. Mình sẽ đặt nó ngoài này thì nó đúng hơn. Đặt nó ngoài này, mình bắt ngoài này các bạn, bắt ở ngoài này. Đó. Đó, mình lấy cái parameter hồi nãy mình cài cho nó sẵn rồi đó, mình lấy cái phễu thu nè. Rồi. Đó, bây giờ mình các bạn coi cái phễu thu này thì cái công thức nè, mình sẽ nói là cái mình lấy cái phễu thu này bằng cái chiều rộng Ctrl C Ctrl V bát nó bằng cái chiều rộng của vòi sen nhân cho 2 lần đó, mà trừ đi 25 ly. Các bạn hiểu không? Đó. Thì ví dụ như bây giờ tôi cho cái thằng này, cái vòi sen này là tôi cho nó là 500 đi chẳng hạn, cho 500 thì thằng này nó cũng đẩy tới 975, thì nó bằng thằng này 200, gấp đôi thằng này trừ đi 25 ly, thay vì nó 1.000 là trừ 25 ly. Đó là một cái công thức mà các bạn phải nắm được để mà khi mình cố định một cái đối tượng nào nó chạy theo cái family. Đó là thứ nhất. Giờ cái reference này mình bỏ đi các bạn, mình mượn để mình làm cái vách ngăn hầm cầu thôi. Cái đối tượng thứ hai á, là tôi sẽ gắn cái lavabo này, tôi align nó là cái lavabo này lúc nào cũng đi theo cái là nó đi theo cái reference này các bạn. À, tôi cho cái reference này, cái logo này. Tôi đặt cái lavabo này. Cái lavabo này tôi không biết nó là bao nhiêu, nhưng mà tôi sẽ cố định cho nó là không, mình cũng đặt cái chiều rộng lavabo để mình điều chỉnh luôn các bạn. Mình sẽ đặt là chiều rộng lavabo. Rộng lavabo. Rồi. Như vậy là mình có được cái này rồi. Rồi bây giờ tới cái bằng cầu các bạn, cái bằng cầu thì mình sẽ đặt bằng cầu mình sẽ đặt riêng cho nó một cái parameter. Ở đây nó đi theo, bởi vì cái bằng cầu có những cái phòng vệ sinh đó, nó cái vách ngăn này nó lớn ra, thành ra mình sẽ phải đẩy nó ra. Mình đẩy nó ra thì như vậy thì mình sẽ nói là bây giờ tôi muốn là cái vách ngăn này, cái bằng cầu này, bằng cầu này sẽ là bằng cái chiều rộng, không, mình để nó tự do đi các bạn, mình để nó tự do đi, mình ghi một tí xíu nữa mình sẽ chỉnh nó dễ hơn.
tại vì có những cái phòng tắm nó lớn các bạn, rộng bằng cầu, mình cứ đặt parameter nó. Còn cái thằng này nè, cái thằng này thì mình sẽ làm giống y như là cái parameter của cái này thôi, bởi vì cái này mình nó phải đi theo. Bây giờ mình sẽ đặt các bạn đi ở đây. Ở đây 370 mình cho nó là mình cho là 1650. Thì các bạn thấy ở đây là từ đây qua ở đây. Ủa. Bắt ở đây. Ở đây mình gắn lại cho nó cái bằng cầu các bạn. Rồi mình sẽ đi từ đây qua cái tim của này coi như 400, đúng rồi. Vậy thì giờ mình đặt cái parameter này á, là mình nói là phễu thu sàn khai khay giấy. Rộng khay giấy. Vậy thì giờ mình sẽ vô đây các bạn, mình nói đó, bây giờ tôi muốn á là cái khay giấy lúc nào nó cũng đi theo cái bằng cầu. Hễ mà cái bằng cầu đi tới đâu thì nó đi tới đó. Vậy thì mình nói mình đặt cho nó là cái khay giấy này là bằng cái rộng bằng cầu. Khi các bạn chọn cái tên, các bạn nhìn thấy ở đây nó đỏ lên là đúng đối tượng mình đang chọn. Các bạn cần trên C, cần trên C, rồi các bạn về cái khay giấy ngay cái thanh công thức của nó, cái formula này, các bạn cần trên V. Rộng bằng cầu, tôi nói cái khay giấy này bằng chiều rộng bằng cầu cộng thêm 400. Hễ hễ mà cái giấy, cái bằng cầu nó chạy tới đâu á, thì cái khay giấy nó lùa tới chạy theo 400 các bạn. Bằng một bấm ok. Bây giờ mình thử nha, mình cho cái khay giấy này nó lại là 1500 đi chẳng hạn, thì các bạn cái khay giấy nó chạy theo, các bạn thấy nhìn thấy không? Như vậy là cái phần mà mình đặt cái công thức cũng như là mình đặt các cái phễu thu, cái công thức cho các cái thiết bị định vị, các thiết bị và các cái family khi định vị vô xong rồi. Như vậy là cái phần mà chúng ta tạo một cái nested family, nested như là một tổ hợp family, như vậy là xong các bạn ha. Để bây giờ chúng ta sẽ load vào project và chúng ta đóng nó luôn. Project, ta đóng nó luôn. Override. Đó, chúng ta lấy con component ra nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đặt ở đây, chúng ta đang làm cho cái bằng cầu cho các bạn đặt ra ngoài đi. Đó, giờ các bạn bấm bấm chọn vô nó, bạn bấm MV thì các bạn ra vô ngay cái đường này nè. Các bạn sẽ thấy được cái điểm endpoint của nó, các bạn đặt vào đây. Đó. Thì các bạn nhìn thấy không ạ? Là các cái thiết bị mình sẽ là nó rất là fit với nhau luôn. Fit với nhau luôn. Đó, mình sẽ nói nó là mình CO, mình copy nó một cái các bạn. Các bạn đem nó qua đây coi cái nào giống. Multiple cái này giống nè, mình cho cái này nó giống vô đó, bạn nhìn thấy không? Rồi ba cái này giống nhau, nhưng mà bây giờ mình sẽ các bạn bấm space 3 để nó quay các bạn. MV nó quay đúng hướng rồi, các bạn rào ở đây nè, có cái điểm truy bắt ở đây, các bạn đặt vào đây. CO. Thì các bạn thấy như vậy là năm cái nhà vệ sinh này nó cùng một module. À, cái này nhầm các bạn, cái này nhầm ở đây. CO.
cái này cùng một module mà cùng một kích thước ở đây. Kích thước là cái chiều rộng của cái nhà vệ sinh này là 2340 các bạn. Đó. Bạn thấy 2340 mà nó giống nhau không? Thành ra do đó mình sẽ đổi cái tên nó một chút xíu. Vệ sinh A rename nó, mình gạch nó một cái các bạn. Gạch dưới nó một cái 2340. À, ok. Thì các bạn nhìn thấy khi các bạn tạo nè, đây là tôi sẽ làm cho các bạn xem nha. Giờ các bạn phải chọn vào cái khu vệ sinh A 2340 này, các bạn thử đây nè. Bây giờ các bạn thử chuyển cái vòi sen, cái bàn cầu nữa nha. Cái bàn cầu này tôi chuyển cái rộng cái bàn cầu này tôi cho nó là 500 thôi. Có phải là nó chạy về bên trái không? Rồi xong rồi coi cái khay giấy nó có chạy theo không? Đó, các bạn thấy không? Này nó chạy hết tới tần tật luôn, nó chạy hết luôn. Đó, rồi mình cancel nó. Ctrl Z các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy là như vậy là cái module này mà khi chúng ta tạo nó ra như vậy nó rất là tiện lợi và nó lẹ cho chúng ta rất là nhiều đó các bạn. Các bạn bấm save nó một cái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta lấy chính nó, chúng ta sẽ copy đằng cái CR. Chúng ta thấy ở đây. Bây giờ chúng ta thấy có giờ chúng ta sẽ đo thử xem nha. Chúng ta thấy có một cái mà cái hai cái nhà vệ sinh này nó cũng giống giống nhau, nó cần các bạn thấy 3640 thì ở đây cái nhà vệ sinh ở cái góc bên này nó cũng là 3640, chiều rộng thì nó giống nhau nha các bạn nha, chiều rộng nó giống nhau 3640. Đó, thì các bạn nhìn đây, bây giờ mình sẽ duplicate cái thằng này ra, chứ để không là mình chỉnh là nó sẽ chạy luôn mấy cái này các bạn. Mình edit, vào đây edit time, mình duplicate nó ra và mình đặt cho nó là vệ sinh A nhưng mà 2640. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ move vào nha các bạn nha, MV. Là cái góc này trước đi. Đó, lý do tại sao mà hồi nãy tôi vẽ một cái khu vệ sinh mà nó nằm ở phía góc phải dưới là vậy, là mình bắt cái này nó sẽ khai triển qua phải và nó xuống dưới. Thì bây giờ mình sẽ cái chiều này nè, cái chiều rộng của cái thằng này, cái chiều sâu thì mình không nói đi, mình nói cái chiều rộng đi. Thì bây giờ cái chiều rộng nó là 3640, chúng ta phải sửa này trước. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy như vậy thì khi các bạn sửa như vậy á, thì mấy cái thiết bị này nó sẽ sale, nó theo hết luôn, nó giãn ra. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn nha. Bây giờ mình nói á, là cái vòi sen này nè, hiện tại là cái ô này là 1200, thì bây giờ mình sẽ cho tim nó là 600, cái vòi sen này nó đang 425, mình cho nó 600. Đó, các bạn thấy không, nó nhảy qua đây thì cái phễu thu nó nằm ngay đây luôn. Còn cái thằng này á thì bây giờ mình cho nó là cái bàn cầu nè, cái bàn cầu thì mình 1200 mình cộng cho tim cầu tới là 500 nên là 1700 các bạn. Bàn cầu mình cho nó 1700. Đó, 1700 vẫn cứng cái cột, mình cho nó 2000 luôn á, bàn cầu này rộng mà các bạn. Nghe rộng rộng. Đó, mình cho nó thoải mái. Thì các bạn thấy khi đâu đi đâu thì cái khay giấy nó chạy theo đó. Còn riêng lối cái lavabo này á, thì nó cũng vậy, mình nên cho nó hở ra một chút. Cho nó ra là nó 299, bây giờ mình sẽ cho nó là 500 đi các bạn, cho nó hở tường ra một chút. Đó, các bạn thấy không? Như vậy là xong rồi. Mấy cái này là nó không có thay đổi nha các bạn, nó bị nằm im vậy thì mình bấm save nó một cái, bởi vì mình đã duplicate nó ra rồi. Nó là cái mặt A là 3640. Bây giờ mình chỉ cái việc là mình copy nó thôi. Copy thôi, copy mình qua cái bên này. Đó, mình xây nó, mình gõ MV, mình xây nó các bạn, MV. Đó, các bạn thấy không? Là bây giờ cái nó rất là đẹp luôn, nó nằm rất là ngay ngắn luôn ha.
À, cái này là mình cái này mình phải cho nó xuống âm 30 các bạn, 30. Cái chính của mình select on in view âm 30. Bây giờ mình sẽ ra 3D mình xem cái phần là mình véo cái section. Tôi muốn coi cái này. À, cái này tại vì các bạn thấy không, là mình hồi nãy mình đã hạ xuống 30. Ở trong cái các cái thiết bị 30 thì nó đã xuống 30, nếu mình cho nó vô đây 30 thì nó sẽ âm xuống thêm các bạn, tại vì bên kia mình đã chỉnh âm 30 rồi. Thành ra do đó qua đây mình để cho nó bằng 0. À, tôi sai nhầm ngay chỗ đó. Mình lúc ở bên family á, mình đã cho nó âm xuống rồi các bạn. Anh mình nó để cho nó bằng 0 là nó vừa đúng. Rồi bây giờ mình sẽ còn lại ba cái nhà vệ sinh các bạn ha, ba cái nhà vệ sinh, một cái này với một cái này và cái này. À, thì ba cái nhà vệ sinh này thì nó không có giống nhau nha. Bây giờ mình sẽ đặt ở đây cái trước một cái thì các bạn, mình trước tiên thì mình phải đi nó cái ba năm bốn không và mình đi luôn cái 1.200. Giờ 1.200 như vậy thì mình bắt đầu mình sẽ tìm một cái nó giống nó đó các bạn, để coi cái nào giống. Mình lấy cái này đi, cái này hết rồi mình nhiệm vụ mình bỏ đi các bạn nha. Session cái nào xong thì mình bỏ đi. Mình lấy cái này ra, CO, các bạn copy nó qua đây. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi spacebar để cho nó quay qua. Quay qua thì các bạn thấy ở đây mình cái dòi này nằm hướng nó đang ngược chiều. Mình DM các bạn, chọn DM là mirror, mình mirror nó qua. Đó, rồi mình xóa này đi. Thì giờ mình sẽ đúc cái duplicate này lên, nó là 3540 nha các bạn nhé. Mình phải duplicate ra để mình sửa cái nó bậy á. 540 nó vẫn là vệ sinh A thôi các bạn ha, 3540. M V. Mình làm vậy á là để khi mình biết được là cái vệ sinh A này có nó khu vệ sinh A thì nó có bao nhiêu kiểu, cái loại vệ sinh A này có bao nhiêu kiểu, để khi mà mình đi đem đi đấu thầu cũng như là mình ra một cái thống kê thì nó sẽ dễ hơn, nó sẽ có loại phân loại ra mình sẽ biết được. Chứ giờ mình nói 100 cái nhà vệ sinh mình không biết cái loại 50 cái nhà vệ sinh A này thì nó có mấy bao nhiêu kiểu các bạn. Đó. Đó rồi bây giờ mình xong cái này rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục các bạn coi cái chỗ này, bây giờ mình quên. Mình đang chỉnh cái này các bạn. Mình chỉnh cái này là bây giờ mình phải cho cái vệ sinh này á là nó đang là cái bàn cầu cái lavabo này nó đang 500 thì mình nó cho nó 600 các bạn, tại vì cái nhà nhà vệ sinh này nó đang là 1.200. Ok. Đó các bạn chỉnh vô thì tất cả một cái nó sẽ dịch theo ha. Đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tới cái vệ sinh kế tiếp nữa là mình sẽ coi cái này các bạn. Mình coi cái này. Mình có kích thước nó trước. Gõ tab nha các bạn, 2850. Rồi mình coi coi cái phòng tắm đứng này bao nhiêu. 850 các bạn, 850. Thì vậy thì dễ rồi, bây giờ mình cứ
copy thằng này mình đem qua thôi. Mạng CO copy này đem qua, nhưng mà mình phải duplicate nó ra nha các bạn. Mình duplicate nó ra 2850, duplicate 850. Ok, thì như vậy thì cái vòi sen này thì nó là đúng rồi đó. Vậy thì nó 850 là nó đúng rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ phải chỉnh cái bằng cầu với cái lavabo lại các bạn. Bằng cầu với lavabo thì giờ cái lavabo này tôi cho nó là 290. À, mình phải nới rộng cái này ra. Nới rộng cái này ra 2850 các bạn, mình phải nới rộng cái vệ sinh ra trước. Nới rộng theo cái này nè, cái hồi nãy mình đo đó, 2850. Đó, các bạn nhìn thấy nó chạy về đó. Và cái cầu nó nằm ở đây, nhưng mà bây giờ mình cho cái lavabo nó vô chút xíu đi. Mình cho nó 500 đi, cái nhà tắm này nó rộng mà. Đó, bấm ok các bạn. Đó, mình coi cái nhà tắm này hồi nãy mình có chỉnh cái chiều rộng này chưa, 3450. Cái này mình chỉnh sai đây nè các bạn nè. Đó, mình phải chỉnh đúng con số này nè. Thì các cái thiết bị mình nó nằm mới đúng. Đó. Bây giờ cái này thì nó hơi ấy, mình cho cái lavabo. Mình cho cái lavabo nó xê vô trong một chút đi các bạn, nó lớn quá, 500 thôi. Đó. Rồi, ở đây mình chỉnh chưa? 3640 đó các bạn nhìn thấy con số này, chiều rộng này nó phải phù hợp như thế này nha. Tại vì cái module của mình là mình làm cho nó đúng một cái vị trí gốc nó khai triển ra mà. Đó, bây giờ chúng ta sẽ còn cái cuối cùng đó các bạn ha, 2850. Ok. Cái cuối cùng này thì mình sẽ mirror này qua thôi các bạn, mirror này qua thôi. DM. Rồi, bây giờ mình coi cái này nó là bao nhiêu đây. Ba bảy bốn không các bạn, rồi mình coi này luôn, 12 MV. Rồi bây giờ mình sẽ duplicate cái này ra các bạn, 3740, duplicate ra lại 3740 740. Ok, như vậy thì mình cũng phải nhớ cái này ra luôn nha các bạn nha, các bạn lưu ý cái chỗ này nha, 3740. Các bạn phải nới nó ra luôn. Thì như vậy thì cái thiết bị nó nằm mới đúng với nhau à. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó. Đó, khi các bạn chọn mà loại, khi các bạn làm family, khi các bạn để nó thai á, thì các cái đối tượng, các cái thông số nó sẽ nằm bên trong. Còn nếu các bạn thấy các thông số nằm bên ngoài là các bạn chọn là đang là instant. Instant là chúng bạn chỉ chỉnh, ví dụ trong cái cụm này chúng ta chỉnh ở đây thôi, tất cả các cái nó sẽ không được chạy theo. Đó là cái khác biệt giữa instant và thai. Bây giờ chúng ta sẽ còn một cái bước cuối cùng nữa là các bạn nhìn đây. Các bạn nhìn đây. Các bạn nhìn đâu có thấy cái thẻo thư sàn nó âm dưới không các bạn? À. Đó, bây giờ các bạn phải cắt nó ra. Cắt cái sàn ra các bạn. Init. Các bạn bấm no nha để cho cái sàn nó đừng có bị trồi lên. Các bạn nhìn thấy không? Nè. Có cái này cho nó nổi lên biết. Rồi mình cắt nó luôn. Edit boundary mình cắt cái sàn các bạn. Các bạn lấy cái rectangular các bạn cắt nó. Init. No. Đó, hai cái rồi các bạn. Giờ các bạn vào cái thứ ba. Đó, các bạn nhìn thấy nó chìm liễm ở dưới à, bởi vì mình đang ao cho nó âm 30 mà. Finish. No. Rồi tới cái thứ tư. Rectangular. Finish. No. Cái thứ năm. Init. No.
Cái thứ sáu. You need no. Cái này là tại vì cái phễu thu này là cái phễu 2D các bạn. Nếu mà cái phễu 3D là nó tự động nó cắt rồi. Thành ra do đó hơi là cực chút nha các bạn nha, bởi vì làm biến vẽ cái 3D quá. Nếu mà vẽ cái 3D nó tự động nó có cái nó cắt cái của nó ra. Nó cắt những cái sàn ra. Mình không phải ngồi mình làm kiểu này. Bởi cái này nó là đối tượng 2D. Rồi, còn cái cuối cùng các bạn. Bạn thấy hay không? Là nó ràng buộc như vậy, nó cứ cách 25 ly mà cái phễu thu sàn, cái vòi sen đi đâu là đi đó à. Đó, như vậy là mình xong rồi, cái phễu thu sàn cũng đã hiện ra hết rồi các bạn ha. Đó, vậy các bạn sau này mình sẽ copy, mình quăng nó lên thôi. Bây giờ mình sửa một cái thì 100 cái toilet giống vậy thì nó sẽ giống nhau hết à. Các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ra bên đây mình xem cái thành quả làm việc của mình nãy giờ có tới đâu. Đó, các bạn thấy không? Nè. Bàn cầu, lavabo, cây, giấy, phễu thu sàn, vòi sen. Đó, có đủ hết rồi đó. Đây. Đó. Bây giờ mình chỉnh cái là nó chạy ra hết rồi các bạn. Đó là cái cách mà mình gọi là Netted Family các bạn. Rất là hiệu quả và nhanh lẹ cho chúng ta sử dụng. Đây là một cái cách mà để một cái family gọi là đa dụng nhất mà hiệu quả nhất tôi chia sẻ cho các bạn ha. Thôi video đến đây mình tạm dừng. Hôm sau mình sẽ tiếp tục mình làm những cái lắp cái nội thất các bạn, giường tủ rồi này kia vô cho nó sinh động cái tầng này đi, để mình sẽ tiếp tục để mình hoàn thiện cái tầng tầng 1 rồi mình copy lên các tầng. Tạm dừng tại đây nhé các bạn. Xin xây dựng, xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt các bạn.